Truyện ngắn thư viết từ cối xay gió. Tiếp theo là chuyện kể ngày thứ hai. Bí mật của lão Cockney. Jose Mame, một lão thổi sáo già, thỉnh thoảng vẫn đến họp đêm tại nhà tôi. Một chiều nọ, vừa uống rượu nấu, vừa kể cho tôi một tấn kịch con trong làng. Tấn kịch mà cối xay gió của tôi được chứng kiến cách đây độ 20 năm. Câu chuyện của lão làm tôi cảm động và tôi cô lặp lại cho các người đúng theo những gì mà tôi đã nghe được. Bạn đọc thân mến, hãy tưởng tượng trong một giây lát rằng bạn đang ngồi trước một hũ rượu thơm ngát và chính lão thổi sáo đang nói với bạn. Sự chúng ta, ông bạn à, không phải là một nơi vắng tẻ và chán ngắt như bây giờ. Trước kia việc xay bột rất là thịnh vượng trong vùng và người trong các nông trại xa 15 dặm chung quanh đem lúa mì đến cho chúng tôi xay. Bao quanh làng, các ngọn đồi đều đầy cả máy xay gió. Bên phải, bên trái, người ta chỉ thấy những cánh quạt quay theo ngọn gió Tây Bắc. Vượt cao trên các hàng thông, từng lũ lừa con chớ đầy các bao lên xuống, dài theo các ngã đường và suốt tuần, nghe trên đồi tiếng roi dúc, tiếng nghiến của tấm bố và tiếng tắt họ của mấy người phụ xay bột mà vui thú vô cùng. Chủ nhật, chúng tôi kéo từng đoàn đến các máy xay gió. Trên ấy, các người xay bột đãi chúng tôi rượu nho, vợ họ đẹp như những bà hoàng với những chiếc khăn đăng ten cột ở cổ và những chiếc thánh giá vàng. Tôi thì tôi đem theo ống sáo và mọi người khiêu vũ cho đến tối đen. Ông thấy đây, mấy máy xay gió đó là nguồn vui và thịnh vượng của xứ chúng ta. Không ai, mấy người Pháp ở Paris có ý định lập một nhà máy xay bột bằng hơi trên con đường Tarascon. Đẹp lắm, mới lắm. Người ta đâm quen gửi lúa mì của mình đến cho chủ nhà máy hơi và tội nghiệp mấy máy xay gió không có việc làm. Trong một thời gian, chúng cô trông chọi, những máy hơi mạnh hơn và lần lượt thương hại, chúng bắt buộc phải đóng cửa tất. Người ta không còn thấy mấy con lừa con đến nữa. Mấy bọ xay bột xinh đẹp bán đi những chiếc thánh giá vàng. Không còn rượu nho, không còn điệu nhảy farandol. Ngọn gió Tây Bắc có thổi mạnh, các cánh quạt vẫn im lìm. Rồi một ngày đẹp trời, làng triệt hạ tất cả những cơ sở kia và người ta trồng nho và ô liu thay thế vào. Tuy vậy, giữa cơ suy tàn, một máy xay gió vẫn đứng vững và tiếp tục quay một cách can đảm trên gò cao của mình trước mắt bọn xay máy hơi. Đó là chiếc cối xay gió của lão Cockney, chiếc máy xay mà ta đang kể chuyện chiều nay. Lão Cockney là một lão xay bột già từ 60 năm, sống trong nghề bột và bướng bỉnh, vốn là bản tính. Việc xây cất các nhà máy hơi khiến cho lão gần như điên. Trong 8 ngày, người ta thay lão chạy khắp làng, hô hào mọi người quanh mình và la hét rằng người ta muốn đầu độc xứ Provence với bột của bọn nhà máy hơi. Lão nói, các người đừng đến đó để làm bánh mì, bọn cướp kia dùng đến hơi, một phát minh của quỷ sứ. Trong khi tôi làm việc với ngọn gió Tây Bắc và ngọn gió Đông, vốn là hơi thở của Thượng Đế dịu lành. Lão tìm được hàng tá lời lẽ đẹp đẽ như vậy để ca ngợi các máy xay gió, nhưng chả ai nghe lời lão cả. Rồi đến cuồng giận dữ, lão ở lì trong máy xay và sống một mình như một con vật hung hãn. Lão không muốn giữ bên cạnh ngay cả đứa cháu gái Vivette, một đứa bé 15 tuổi từ khi cha mẹ chết, chỉ còn có ông trên đời này. Con bé vô phút bắt buộc phải tìm cách sinh sống và làm mướn ở gần khắp nơi, trong các nông trại vào mùa gặt, mùa nuôi tầm, mùa ô liu. Ấy thế mà ông cô ta, con vật thương cô ta đáo để, thường khi lão đi bộ những 4 dặm đường dưới trời nắng gắt để thăm cô ta, ở nông trại cô ta làm việc, và khi ở bên cháu, lão nhìn cháu mà khóc hàng giờ. Trong vùng người ta cho rằng lão xay bột già xua đuổi Vivette chẳng qua gì hà tiện, và thật không chút danh dự nào cho lão vì việc bỏ mặc đứa cháu lê la từ nông trại này sang nông trại khác, chịu đựng sự thô lỗ của bọn tôi tớ và tất cả những khốn khổ của mấy cô gái đi ở mướn. Người ta cũng thấy không đẹp chút nào vì việc một người tên tuổi như lão Cockney từ trước vẫn tự trọng, bây giờ lang thang khắp ngã đường như một kẻ giang hồ chính cống, chân không, nón thủng, thắt lưng tơi tả. Thật thì chủ nhật khi thấy lão vào dự lễ, chúng tôi hạng già với nhau, chúng tôi xấu hổ dùm cho lão. Và lão Cockney cũng có cảm giác rõ như vậy nên không dám đến ngồi trên hàng băng dành riêng cho những người trong nơm nhà thờ nữa. Luôn luôn lão ở tận cùng nhà thờ, cạnh bình nước thánh, giữa những người nghèo. Trong cái sông của lão Cockney có điều gì đó không được rõ ràng. Từ lâu trong làng không ai đem lúa mì đến cho lão nữa. Thế mà mấy cánh quạt chiếc máy xay của lão vẫn quay đều như trước.
Buổi tối, người ta gặp lão xây bột già trên các ngã đường, vừa lùa đi trước lão con lừa chở đầy những bao bột to. Chào cụ cọc ni à, mấy bác nông phu nói to, máy xay vẫn chạy đều chứ? Lão đáp bằng giọng vui vẻ, vẫn chạy đều các con à, nhờ trời chúng tôi không thiếu việc làm. Rồi nếu người ta hỏi làm quái gì mà việc nhiều đến thế, lão đặt một ngón tay lên môi và nghiêm trọng đáp, ấy đừng hỏi, tôi làm để xuất cản, không bao giờ người ta hỏi thêm gì được. Vì việc ké mắt vào máy xay của lão thì đừng có hòng, ngay cả con bé Vivette cũng không vào đó được. Khi đi ngang, người ta thấy cánh cửa luôn đóng, các canh quạt to tướng luôn chuyển động, con lừa già gặm gõ trên sân thượng và một con mèo gầy to nằm sưởi nắng trên khung cửa sổ và nhìn mọi người với vẻ hung ác. Ngần ấy thứ có vẻ bí hiểm và làm cho mọi người nhỏ to rất nhiều. Mỗi người giải thích cái bí mật của lão Cọt Ni theo ý kiến riêng của mình. Nhưng theo phần đông thì trong máy xay gió kia có nhiều bao tiền hơn là bao bột. Lâu sau tuy vậy, điều bí ẩn vẫn được phát giác. Như thế này đây, trong khi thổi sáo cho bọn trẻ khiêu vũ, một ngày đẹp trời nọ, tôi nhận thấy thằng con trai trưởng của tôi và con bé Vivette ngã ra yêu nhau. Trong thâm tâm tôi không giận gì, vì dù sao cái tên Cọt Ni vẫn được trọng vọng giữa chúng tôi, và cái con chim xinh xắn Vivette mà lúc xúc trong nhà cũng làm tôi vui mắt. Tôi muốn giải quyết câu chuyện ngay lập tức và tôi lên đến máy xay để có vài tiếng với ông nội. Hừ, cái lão quái ác thật. Mọi người mà thấy được cách lão tiếp tôi, không làm sao cho lão mở cửa. Tôi cố hết sức nói rõ lý do của tôi qua lỗ khóa và suốt lúc tôi nói, con mèo gầy quái ác kia cứ thở như quỷ trên đầu tôi. Lão già không để cho tôi có thời giờ nói hết và la to với tôi một cách rất vô lễ độ là tôi cứ về mà ôm ống sáo của tôi. Và nếu gấp cưới vợ cho con trai, tôi chỉ việc đến tìm bọn con gái ở nhà bãi xài. Ông nghĩ nghe những lời xấu xa kia, tôi cứ lộn gan lên. Nhưng dù sao, tôi cũng đủ khôn ngoan để dằn lại và bỏ mặt lão già điên trong cái máy xay của lão. Tôi trở về cho bọn trẻ biết sự thất bại nhục nhã của mình. Thương hại chung qua ngây thơ, không tin như thế được. Chúng xin tôi như một đặc ân là cho hai đứa cùng lên trên máy xay để nói với ông. Tôi không đủ can đảm từ chối và Ale hút bọn si tình của tôi ra đi. Chúng lên đến trên ấy đúng ngay vào lúc lão Cọt Ni vừa đi khỏi. Cửa đã khóa trái, nhưng khi đi, lão để cái thang bên ngoài và bọn trẻ nảy ra ý định vào trong bằng cửa sổ để xem qua bên trong máy xay kỳ khôi đó có những gì. Điều lạ lùng, phòng của máy xay trống trơn, không có một bao, không có một hột rúa, không có chút bột dính trên tường hay trên mấy tấm màn nhện. Người ta cũng không nghe được mùi thơm nóng của lúa mì nghiền nát đượm trong các máy xay. Cây cột chính phủ đầy bụi và con mèo to gầy ngủ trên ấy. Căn dưới cũng cùng một dáng nghèo nàn và quang vắng. Một cái giường tồi tàn, giải dẻ sách, một mẩu bánh mì trên nấc thang gác và trong một góc ba bốn bao đã xé tát, từ trong ấy đổ ra những vôi hồ vụn và đất trắng. Đó là bí mật của lão Cọt Ni. Chính những vôi hồ vụn đã được lão đưa đi trên các ngã đường buổi tối để cứu vãn danh dự máy xay và làm cho người ta tin rằng lão vẫn xay bột trong ấy. Thương hại máy xay, thương hại lão Cọt Ni, từ lâu các người nhà máy xay hơi đã cướp mất của họ mối hàng cuối cùng. Các cánh vẫn cứ quay nhưng máy xay trống rỗng. Bọn trẻ ứa nước mắt, trở về kể cho tôi nghe những gì chúng đã thấy, nghe chúng mà tim tôi se thắt. Không mất một phút, tôi chạy đến những người láng giềng, vắn tắt thuật câu chuyện cho họ và chúng tôi đồng ý phải lập tức đem đến máy xay của lão Cọt Ni tất cả những lúa mì thứ tốt nhất có trong nhà. Nói rồi là làm ngay. Cả làng lên đường và chúng tôi lên đến trên ấy với một đoàn lừa chớ đầy lúa mì, thứ lúa mì thật. Máy xay đang mở rộng, trước cửa lão Cọt Ni ngồi trên một bao vô dụng khóc tấm tức, hai tay ôm đầu. Về nhà, lão vừa nhận thấy trong lúc lão đi vắng, người ta đã vào nhà lão và thấy rõ điều bí mật đáng buồn của lão. Lão nói, khổ cho tôi chớ, bây giờ tôi chỉ có chết, danh dự máy xay đã ô uế rồi. Và lão nức nở nghe đến não ruột. Lão gọi máy xay bằng tất cả các loại tên, nói với nó như một người thật. Ngay lúc ấy đoàn lừa đến trên nóc nhà bằng và tất cả chúng tôi kêu thật to lên như những ngày tốt đẹp nào của những người có xay bột. Ơi máy xay, ơi lão Cọt Ni. Và thế rồi mấy cái bao chất đóng trước cửa và hạt lúa hung đẹp rải trên mặt đất khắp tứ phía. Lão Cọt Ni dương to mắt, lão bốc lúa trong lòng bàn tay già của mình. Lão nói cười khóc chen lẫn, lúa đây mà, Chúa ơi, lúa chín cống, để đó tôi, để tôi nhìn nó. Rồi quay về chúng tôi biết rõ thế nào các người cũng trở lại với tôi. Bọn mà máy xay kia đều là những thằng ăn cắp. Chúng tôi muốn công kênh lão về làng,
Không không các con ạ, à, trước tiên tao phải đi cho máy xay của tao ăn đã. Các con thử nghĩ, lâu quá rồi nó có gì dính răng đâu. Và chúng tôi rưng rưng nước mắt nhìn lão già đáng thương quay bên tả, xoay bên hữu, xẻ mấy bao trong chừng máy xay, trong khi hạt lúa nát nghiến và bụi lúa nhuyễn bay dờn lên trên trần. Phải nhìn nhận là nhờ chúng tôi, từ ngày ấy chúng tôi không bao giờ để cho lão xây bọc già phải thiếu việc. Rồi một sáng lão cọt ni chết và mấy cánh quạt chiếc máy xay gió cuối cùng của chúng tôi ngưng quay. Cọt ni chết rồi không ai kế nghiệp. Biết sao bây giờ thưa ông, tất cả đều có lúc chấm dứt trên đời này. Và không phải tin rằng thời kỳ của máy xay gió đã qua như thời kỳ xe nước trên sông Rôn. Diện đại biểu hàng tỉnh và những chiếc quần hoa to. Những gì sao? Thời tôi chăn thú trên ngọn Luberon, tôi ở trên ấy hàng mấy tuần trọn mà chẳng thấy một ai cô quạnh trên cánh đồng cỏ với con chó Lapri và bầy dê. Thỉnh thoảng vị tu sĩ Mont de Lure đi ngang qua đó để tìm vài giống cây thuốc, hoặc tôi thấy được gương mặt đen đúa của một người làm than ở Vermont nào đó. Nhưng họ là những người khờ khạo, lặng lẽ vì quá cô đơn. Họ đã mất cái thu trò chuyện và không biết gì về những chuyện người ta nói dưới các làng, dưới các đô thị. Vì thế, mỗi nửa tháng khi tôi nghe trên con đường dốc tiếng chuông của con lừa ở nông trại đem đến cho tôi lương thực của nửa tháng, và khi tôi thấy hiện lên dần dần trên sườn đồi gương mặt vui vẻ của thằng bé ở nông trại hay bộ tóc hung đỏ của bà dì già Norah, tôi thật lấy làm sung sướng vô cùng. Tôi bảo kể lại cho tôi nghe những tin tức của miền dưới ấy, những buổi lễ rửa tội, những đám cưới. Nhưng điều khiến tôi chú ý hơn cả là biết xem cô con gái của chủ chúng tôi, cô Stephanette, hiện giờ ra sao. Cô là người xinh đẹp nhất trong 10 dặm chung quanh. Tôi không làm ra vẻ chú ý lắm. Tôi hỏi thăm cô nàng có thường đi chơi các cuộc lễ, các buổi họp đêm không? Có thêm bọn si tình nào đến luôn không? Và với những người sẽ hỏi tôi mấy chuyện đó có ăn thua gì đến tôi, một kẻ chăn dê trên núi, nghèo kém, tôi sẽ trả lời rằng tôi đã 20 tuổi và cái cô Stephanette đó là những gì đẹp nhất tôi từng thấy trong đời. Thế nhưng một ngày chủ nhật đó, tôi đợi lương thực của nửa tháng mãi mà không thấy. Buổi sáng tôi tự bảo lỗi tại buổi lễ lớn rồi. Rồi khoảng 12 giờ trưa, trời đổ mưa to và tôi nghĩ có lẽ lừa không thể đi được vì đường xá lầy lội. Cuối cùng khoảng 3 giờ, trong sáng núi lấp lánh loáng nước và ánh nắng, tôi nghe giữa tiếng nước điểm trên lá và tiếng suối đổ tràn đầy, có tiếng chuông lừa vui vẻ, di dởm như một hồi chuông giòn tan một ngày lễ phục sinh. Nhưng không phải thằng bé ở nông trại, cũng không phải là bà dì Norah ngồi trên lưng lừa, mà là các bạn đoán thử xem ai. Cô chủ chúng tôi các bạn ạ, à, đích thân cô chủ chúng tôi ngồi ngay ngắn giữa các giỏ mây hồng hào vì khí núi và vì cơn mát của trận mưa to. Thằng bé đau và vì nó vát nghỉ mát ở nhà con gái. Người đẹp Stephanette cho tôi biết tất cả những điều đó trong lúc xuống lừa. Và với nữa nàng đến tể là vì nàng lạc mất đường, nhưng nhìn cách ăn mặc vô cùng đổn dáng, với thắt lưng hoa, cái váy sáng chói cùng đăng ten, nàng như đã lưu lại buổi khiêu vũ nào hơn là tìm đường trong các bụi cây. Chào con người dễ thương làm sao, mắt tôi nhìn nàng mãi mà không chán. Thật ra tôi chưa hề thấy nàng gần như thế này. Thỉnh thoảng vào mùa đông khi bầy thú đã xuống cánh đồng vào buổi tối, tôi trở về nông trại để ăn, nàng thoăn thoắt đi ngang qua gian phòng, không hề ngỏ chuyện với đám tôi tớ, luôn luôn trang điểm và hơi kiêu hãnh. Và bây giờ tôi có nàng đứng trước mặt tôi, chỉ riêng tôi thôi, làm sao mà đầu óc tôi không quay cuồng được. Khi rút các thức ăn trong giỏ ra xong, Stephanie bắt đầu tò mò nhìn quanh mình. Hơi nhấc chiếc váy đẹp ngày chủ nhật lên, sợ hỏng, nàng bước vào vòng rào, tỏ ý muốn thấy nơi tôi ngủ. Cái mang cỏ rơm dưới da cừu cái, cái áo phủ đầu to của tôi móc trên vách, cái gậy, cái súng bắn đá, tất cả những thứ ấy khiến nàng vui thích. Ra anh ở đây à, anh chăn dê, tội nghiệp, lẻ loi mãi chắc anh buồn lắm. Anh làm gì? Anh nghĩ gì? Tôi rất muốn trả lời, nghĩ đến cô ơi. Và đó không phải là tôi nói dối, nhưng sự xao xuyên ở tôi mạnh quá, tôi không tìm được một lời. Tôi rất tin là nàng nhận thấy điều đó, và cái cô quái ác lại thích làm cho tôi thêm bối rối bằng những sự ranh mãnh của mình. Và chính lúc nàng, lúc nói với tôi, có vẻ là bà tiên Estherin, có nụ cười xinh xắn của cái đầu ngửa ra sao, của sự hối hả ra đi của nàng khiến cuộc viếng thăm như một sự xuất hiện thần tiên. Chào anh chăn dê. Chào cô ạ. À,
Và rồi nàng ra đi mang theo mấy cái giỏ không. Khi nàng mất dạng trên các ngã đường dốc, tôi cảm thấy những hòn đá sỏi lăn dưới gió lùa như rơi vào tim tôi từng hòn một. Tôi nghe chung rất lâu, và cho đến cuối ngày tôi đờ ra như say ngủ, không dám cử động, sợ rằng giấc mơ của tôi tan đi. Buổi chiều, khi đáy đồi bắt đầu trở màu xanh đậm và mấy con vật kêu luôn mồm, nép sát vào nhau để tiến vào vòng rào, tôi nghe có tiếng người gọi tôi dưới chiều dốc, và tôi thấy cô chủ của chúng tôi hiện ra, không tươi cười như lúc nãy mà run lập cập, vì lạnh, vì sợ, vì ướt đẫm. Hình như dưới triền đồi nàng đã gặp dòng sọt tràn ngập bởi trận mưa to, và vì muốn cố hết sức qua sông, nàng đã suýt phải chết chìm. Điều kinh khủng là vào giờ đêm này, không nên tính chuyện trở về nông trại nữa, vì ngã đi tắt cô chủ chúng tôi không tài nào đi một mình tìm ra được, còn tôi thì không thể rời bầy thú. Ý nghĩ ngủ đêm ở trên núi này khiến nàng khổ tâm lắm, nhất là vì sợ người nhà lo lắng. Tôi thì tôi cố gắng nói cho nàng yên dạ, tháng 7 đêm ngắn cô ạ, rồi cũng chỉ là một lúc khó chịu mà thôi. Rồi tôi nhóm ma một ngọn lửa to để hơi chân nàng và chiếc áo ướt đẫm nước sông sọt. Kể tôi đem sữa phô mát dê cho nàng, nhưng cô gái đáng thương không nghĩ đến chuyện sưởi, chuyện ăn, và nhìn những giọt nước mắt to ngấn trong mắt nàng, cả tôi cũng đâm muốn khóc. Trong khi ấy đêm đã xuống hẳn, chỉ còn trên các đỉnh núi một hạt bụi nắng, một hơi ánh sáng về phía mặt trời lặn. Tôi muốn cô chủ chúng tôi vào nghỉ trong vòng rào. Sau khi trải lên lớp rơm tươi, một tấm da đẹp mới tinh khôi, tôi chúc nàng ngủ ngon, rồi tôi đến ngồi bên ngoài trước cửa. Thình lình tấm phên vòng rào mở ra và người đẹp Stephanette hiện lên. Nàng không tài nào ngủ được, mấy con vật cựa quậy khiến lớp rơm xào xạc hay kêu ôm trong giấc mộng. Nàng thích đến gần đống lửa hơn. Thay thế, tôi dắt lên vai nàng một tấm da dê, khơi thêm ngọn lửa và chúng tôi ngồi cạnh bên nhau, không nói gì. Nếu có bao giờ các bạn ngủ đêm ngoài trời, bạn tất rõ vào lúc chúng ta ngủ, cả một thế giới huyền bí dậy lên trong cô quạnh và im lặng, rồi xua reo giòn hơn, ao hồ bừng cháy những ngọn lửa con, tất cả linh hồn của miền núi đi lại tự do, và trong khi có những tiếng cọ xát, những tiếng tai không nghe được, không khác gì người ta nghe cành cây lớn dần, cỏ mọc lên. Ngày là đời sống của động vật, nhưng đêm là đời sống của sự vật. Khi người ta không quen, điều đó làm cho sợ. Vì thế cô chủ chúng tôi run rẩy cả người và nép sát vào tôi mỗi khi có tiếng động nào. Có một lần, tiếng kêu dài buồn bã phát xuất từ cái ao ngời sáng dưới kia lên đến phía chúng tôi, gần gợn âm ba. Ngay cùng lúc ấy, một ngôi sao rơi đẹp lướt trên đầu chúng tôi cùng một hướng, không khác nào tiếng rên rỉ mà chúng tôi vừa nghe, mang theo mình một tia sáng. Stephanie khẽ hỏi tôi, vì thế, thưa cô, một linh hồn vào thiên đường, và tôi làm dấu thánh giá, nàng cũng làm theo và ngẩng đầu lên tưởng niệm thành kính trong một lúc. Rồi nàng hỏi tôi, thế quả thật các anh là phù thủy hơn anh chăn dê? Không đâu, thưa cô, nhưng ở đây chúng tôi sống gần các vì sao hơn, và chúng tôi biết những gì xảy ra trên ấy rành hơn những người ở dưới đồng bằng. Nàng vẫn nhìn trên cao, đầu tựa vào bàn tay, mình phủ áo da trù như một tiểu mục đồng. Sao lắm sao thế, đẹp thật, tôi chưa từng thấy nhiều như vậy. Anh có biết tin chúng không, anh chăn dê? Biết chứ, thưa cô. Đây này, ngay trên đầu chúng ta, đó là con đường của thánh sắc, là dải ngân hà. Nó đi từ nước Pháp thẳng đến Tây Ban Nha. Chính thánh sắc de Galis đã dẹp nó chỉ đường cho Charlemagne dũng cảm khi ông đánh nhau với người Saracen. Xa hơn, ta thấy chiếc xe linh hồn là sao bắt đầu, cùng bốn cái cốt xe sáng ngời. Ba ngôi sao đi phía trước là ba con vật, và ngôi sao bé tí cạnh bên ngôi sao thứ ba là người đánh xe. Cô có thấy chung quanh đám mưa sao rơi xuống không? Đó là những linh hồn mà Thượng Đế không muốn nhận vào thiên đường. Thập xuống một chút là lưỡi bừa hay ba vua sao Orion. Chúng tôi ấy, chúng tôi lấy làm đồng hồ. Chỉ nhìn chúng tôi biết bây giờ đã quá nửa đêm. Thập xuống chút nữa, vẫn ở phía nam là ngôi sao Jean de Milan sáng ngời, ngọn đuốc các hành tinh sao Sirius. Vị ngôi này, người chăn dê kể lại chuyện như sau. Hình như một đêm nọ, Jean de Milan với ba vua và lòng gà con, tức sao rua, được mời dự lễ cưới một lô sao bạn họ. Lòng gà con gấp hơn, theo người ta nói ra đi trước hết, và đi trên đường cao, cô xem nó kìa trên cao. Ở tận đáy dòm trời ấy, ba vua chắn ngang ở dưới và bắt kịp nó. Nhưng cái anh Jean de Milan biến nhát vì ngủ trễ quá, nên ở lại đằng sau chót và giận dữ để ngăn bọn kia mà ném họ cây gậy của mình.
Chính vì vậy mà ba vua còn gọi là cây gậy của Jean de Milan. Nhưng đẹp nhất không các gì sao cô ạ, là ngôi sao của chúng tôi, sao kẻ chăn dê, soi sáng chúng tôi lúc rạng đông khi chúng tôi lùa thú ra đồng, và cả buổi tối khi chúng tôi xua thú về. Chúng tôi gọi nó là Magellan, người đẹp Magellan theo đuổi theo Gia de Provence, sao sao tuyệt, và lấy nhau với anh này mỗi 7 năm. Ô hay, có cả đám cưới sao à, anh chăn dê? Có chứ cô. Và đang khi tôi cố giải thích cho nàng thế nào là đám cưới sao, tôi cảm thấy một cái gì tươi mát và mỏng manh đè nhẹ lên vai tôi. Đó là chiếc đầu nặng trĩu vì giấc ngủ. Nàng đã tựa vào tôi với tiếng va chạm đáng yêu của dải lụa, của ren và của làn tóc gợn. Nàng để nguyên như vậy, không lay động cho đến lúc vì sao trên trời nhạt đi, mờ đi vì ngày sắp đến. Tôi nhìn nàng ngủ hơi xao xuyến tận đáy lòng, nhưng được che chở một cách thiêng liêng bởi cái đêm trong sáng vẫn luôn luôn đem cho tôi những cảm nghĩ tốt đẹp. Quanh chúng tôi, những vì sao tiếp tục cuộc hành trình. Một trong những cô sao kia đẹp nhất, sáng nhất, lạc mất đường, đã đến tựa vào vai tôi để mà ngủ.